Những người trẻ đang yêu thủ đô theo cách riêng của mình, rất là khác biệt, năng động, đầy nhiệt huyết và bằng những hành động rất là cụ thể. Và họ mong muốn giới thiệu tới du khách một hình ảnh Hà Nội không chỉ đẹp cổ kính với những di sản xưa cũ, mà còn là một thành phố đang rất là năng động và chuyển mình mạnh mẽ. Với mong muốn được trả lại cho Hà Nội vẻ đẹp trong xanh, văn hóa và văn minh như lời bài hát của nhạc sĩ Văn Ký Chờ Hà Nội Xanh, thì từ những em học sinh tiểu học cho đến những bạn sinh viên đã đầy nhiệt huyết chung tay trong những dự án du lịch xanh, rồi những dự án bảo vệ môi trường, an ninh trật tự của thành phố và rất nhiều hoạt động thiện nguyện bảo tồn phố cổ, gìn giữ làng nghề phố nghề đất Kinh Kỳ. Xuất phát từ Hoàng thành Thăng Long, xe bon bon qua 9 di tích nổi bật như Chùa Trấn Quốc, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Văn miếu Quốc Tử Giám. Thông tin điểm đến tích hợp và giới thiệu trực tiếp trên xe, khá thích hợp với những du khách ưa trải nghiệm, khám phá. Bon Bon là chuyến xe khác biệt hoàn toàn với hình thức di chuyển khác. Tôi ấn tượng cách trang trí hình ảnh phố phường Hà Nội xưa trên xe này. Cảm giác thân quen. Em vừa được nghe nhạc mà vừa được nghe thuyết minh về cái nơi đó, kiểu là người ta sẽ nhắc tới mình là ok, chỗ nào là cái chỗ mới và người ta sẽ giới thiệu những cái rất là hay. Chuyến xe là dự án khởi nghiệp của một nhóm bạn trẻ mới khởi động gần một năm. Ý tưởng xuất phát từ tình yêu thủ đô, quê hương, nơi sinh ra và gắn bó. Bọn em cũng có những cái dấu hiệu rất là tích cực về chào đón sản phẩm, như là khách hàng thì là tăng theo hàng tháng, cũng như là mỗi khách hàng sau khi trải nghiệm xong đều để lại những cái nhận xét, những cái review 100% là 5 sao ở trên các cái phương tiện mà để review, ví dụ như kiểu TripAdvisor hay là Airbnb. Cung cấp thông tin điểm đến cho khách quốc tế là một phần thực hành của sinh viên khoa du lịch Đại học Đại Nam. Nhóm bạn trẻ chọn Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của thủ đô, quay hình, tổ chức tour du lịch. Hình ảnh Hà Nội được các bạn gom lại, xây dựng kho video du lịch, quảng bá ẩm thực, danh thắng, chủ yếu tận dụng mạng xã hội. Dự án rất hay, các bạn làm tốt lắm, đặc biệt với người yêu lịch sử như tôi. Đưa lên trên fanpage của khoa, trên Facebook của cá nhân, rồi là trên YouTube. Tất cả những sản phẩm đấy được các thầy cô, bạn bè và cộng đồng đánh giá. Hơn 5,7 triệu khách quốc tế đến Hà Nội năm ngoái, thủ đô kỳ vọng đón 6,6 triệu khách quốc tế năm nay. Hà Nội cổ kính, nay như có thêm sức hấp dẫn mới với du khách và chính người dân nơi đây, nhờ những ý tưởng góp sức của các bạn trẻ. Thủ đô nghìn năm văn hiến và rất nhiều điều để cho các bạn ấy nói, cũng như là tất cả các nước là họ nhìn thấy và họ hiểu được đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, sự thân thiện của con người Việt Nam, thì đấy là một cái điều là chúng tôi rất là vui mừng. Tình yêu đối với Hà Nội thì nó trở nên máu thịt rồi. Con tôi thì cũng đã trải qua những cái thời hòa bình, rồi lửa đạn chiến tranh, những thời bao cấp khó khăn, nhưng các cháu tôi thì không biết. Và tôi vậy kể lại cho chúng nó nghe tất cả những cái Hà Nội đã sống và chiến đấu như thế nào. Và tôi cũng muốn là cho các cháu nó biết là cái sự tinh tế của ẩm thực Hà Nội. Đấy là đối với người Hà Nội. Phố cổ của Hà Nội là đã in sâu vào trong óc tôi rồi, không có thể mà mai một được. Thế thì tôi chỉ mong muốn rằng là Hà Nội phát triển, nhưng mà các giữ lại được tất cả các cái kiến trúc phố cổ ngày xưa như thế nào, thì giữ lại được cái tôn tạo lại, bảo tồn lại được những cái nét đẹp của kiến trúc cổ ngày xưa.